Sau Ra hai khi đứa lắp chứ hàng tội gì khung tháo lắp 6 chồng đơn vị ở trên biết nó composite ai biết giữ rồi nó cho còn anh đỡ này, chứ biết giữ rồi nó thì anh cũng phải ăn còn mềm nhai lại. từ từ cho đồ từ độ mềm lên từ từ, khoảng 10 ngày nửa tháng mới quen. Tất nhiên mình phải giữ gìn, nếu kỹ sau mỗi bữa ăn mình tháo là mình chà rửa rồi mình đeo lại thì càng tốt, còn nếu không mình tháo ra mình chà rửa mình ngâm nước ban đêm rồi ban ngày mình đeo vô lại được rồi, Buổi sáng thì nó hạn đánh chế đừng có răng cắn rồi gì cứng về thôi, cái cũng giống như răng thật đánh cái mình thôi, ăn mình bỏ phải vô cũng phải giữ gìn. nó Rồi bền xong nó sạch rồi, về rồi nó được rồi, cư cảm ơn xử. anh.